mấy khu này là chảy hết đơn luôn. À, vậy là khu này anh biết hết luôn hả? Khu này thì địa bàn của thánh liệu mà. À, chú ở trên cái kẻ nhà trắng trắng đó hả? Ừ. Còn cái vườn cao thấy không? Ờ. À. Ở nhà anh ở trên đó hả? Ừ. Nãy ông kia mà chỗ mà bắt chim á, vừa quay lại phóng rồi dính xin. Hồi nãy em phóng qua cái mương kia nó lúng một cái lên thôi đâu có được, mấy là dính con chuột kia rồi. Ừ, cái ngon sao đó vừa chụp ở đây nó ra dưới đây nè. Đấy em hả? Anh cái khu bên đó chuột con nào uống không à? Chuột uống ha. Ừ. Vô lương. Thấy số nè. Nó thanh liệu tới rồi, tới rồi, chạy thôi. Chạy không kịp. Bùn vậy là hết chạy à. Lương nó không chút xuống sâu đâu. Ừ, đất này hơi cứng nè. Hơi cứng. Cổ chua nó lại. Nó lẻ lắm. Bắt luôn này lương đĩa. Này lương đĩa. Không có lột. Đi. Nó lột thì đi. Ở đây có một con mất tiêu rồi. Dạ. Nó mất tiêu. Nhanh vậy. Có giờ thấy nó dùng nó tiêu. Lương nhanh lắm. Dính 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 nè. À. Hết chạy gặp thánh liệu là hết chạy rồi. Không có niềm đam mê bắt với lương thiệt à. Đó đó. Vô. Vô. Còn bướm ha vậy thôi. À, nhanh tay lên, nhanh tay lên. Ừ, ừ. Cuối cùng cũng mắc dính rồi. Đè thêm mạnh đi không? Em Đạt cũng dính được con rồi. Chạy mất rồi nha. Dính mà bắt ra được mới là hay. Giờ dính không được. Dính. Rồi tới rồi. Mắc dính ra là có đại lực. Đấy. Có quay đạt nè. Thấy cái đuôi rồi đó. Đạt rồi. Đạt lại thấy cái đuôi rồi. Ừ. Sình sâu vậy đó hả? Đuôi cái đuôi á. Giờ thấy đuôi cái đầu hổ nè. Ồ, ôi lấy được bự hả? Ồ, lương nó bự á. Ê, vô rồi. Ồ, lương cái đuôi bài bự lắm. Như do anh nè. Con nhâm tóc không dễ dò lên được. Con lương nó bự. Chạy vô đó mất rồi, vô đó cứng rồi.
có dụng cá cạn này cô chú ơi. Ôi, cái này chắc có lương lắm à. Mất lương nữa hả? Tiếp tục hành trình của mình đó. Như tốt á. Đuối không chị? Hả? Lội xa đuối không? Đi giết quen rồi. Đi theo anh xin lội giết rồi quen rồi. Mấy chị nội đó, khó ăn đó nè. Dạ, không thấy rồi. Dạ luôn á hả? Ờ. Khỏi gì không có ta. Cái bãi gì im quá ha. Ừ, cái bãi gì im nè. Cái bãi này có đủ luôn hả anh Lẹo? Ừ. Nó đó đó, ồn lương vàng. Chạy với thanh liệu mà. Rồi. Nó phía vô. Mai xình nó rồi nó trơn. Rồi nó đầu vô. Vậy mà nó chuối ừ. Lủng luôn chạy. Đất không có hang mà nó chuối lủng à. Luôn. Mấy đạt cần học hỏi gì chứ. Cái càng nữa rảnh xuống cái hâm luyện nữa. Theo học cách móc lương. Nè anh thính liệu móc lia lịa là hiểu rồi đó. Móc chậm chậm vậy chừng nào làm lia chia là đó. Anh mò đây nha, mò thì anh cho chạy xuống. Ở con kênh nè cô chú anh chị, có cái hàng dừa rất là mát luôn. Đạt ơi. Lại tiếp chú ra. Chặn đầu cho chú à. Ờ. Lương vô một không hay luôn. Ôi em đạt dính nữa. Đạt chơi mút à. Em đạt bắt dính nè. Chạy hoài à. Chạy hả? Ôi đó đó đó. Chạy thoát chứ thánh liệu đâu có được. Thoát chứ em đạt. Con này im à. Móc à, trong lỗ thôi à. Thôi đâu muốn ông cút đất đâu à. Ôi, lương nó hay lắm á.
đường nó vô dữ lắm luôn. Nó xi mà nữa kìa. Mà không biết đâu. Nó mình móc trâu trống thì lưng nó xuống dễ nữa. Rồi hết hai lưng rồi. Thấy đúng hả? Cái cục này vô trong đây dữ lắm luôn á. Cái gì vậy? Vừa nằm luôn kìa. Ồ. Đó, đó. Đó, đó. À. Nằm đưa cái lưng luôn. Xuống đi. Xuống. Từ từ đó xuống. Rồi nó đủ mình nó làm nghĩ làm rồi nè. Nó nằm dàn tư luôn. Vô con nó hút vô cái đó hay cái gì đó thằng Hiệu ơi. Đi rút rồi. Đi rút rồi. Rút vô trong cái cục thịt đó rồi. Đạt mới chạy trốn hết rồi. Cả mấy con nãy đi chơi thì sao? Công nhận nó xuống dưới sâu dữ ha. Theo đất rồi. Cái này chắc hồi đó anh Thính Liệu đi móc bắt mương dữ lắm ta. Thiệt luôn á. Quen á. Chứ không đi móc lương làm khô á. Chứ móc rồi... trong vòng chưa điện tiếng đồng hồ là 3-4 kg lương á. À. Chứ thường thường là mình đưa vô là chạy không kịp. Mình xuống móc hồi là em thở rồi. Thiệt con bữa mệt luôn á. Đâu rồi ta? Con này đâu rồi? Không quen là nó mỏi mấy cùm tay mình á. Mỏi mấy cái đầu ngón tay khó chịu. Cái này như là ta tập luyện đó. Còn mình xuống hồi mỏi rồi. Đây có một con lên nước nè. Cho đổ đổ ốc nè, nó đều đổ miếng nước nó mới xì lên để đó. Từ từ. Gói quá, gói bắt. Được không? Mà lúc đạt. Mệt nhưng mà vẫn tìm. Ê. Con xíu này. Tao thấy nó đưa bên đây rồi. Cái đạt nào nãy giờ. Công sức đầu. Giờ quay ra thấy được con cũng bị chọp nữa. Lẹ tay với bác Thanh Liệu nha. Bác Thanh Liệu hay lẹ tay gì đó. Công sức đạt. Ê, ê, rồi dính. Cáo bộ quên nó gì anh Liệu. Tao bỏ rồi. Ôi tao vô. Tao từ từ. Đó. Đó, đạt dính nè. Thôi em nhỏ dán bụng đi. Thôi. Không lẽ là lái nữa. Rồi rồi. Tao ngồi tao móc đi từ từ nè. Đừng gấp. Tao nói vụn đi từ từ á. Móc từ từ thấy chú mất tiêu à. Nãy giờ bị xe hoài luôn á. Công nhận cái đồng lúa chín á, gần cắt á, quá trời vàng đẹp luôn cả nhà. Sao rồi? Hả? Chắc họ xịt thuốc á. Không phải chết đâu mà do nó hắt bệnh nó tự tử á. Đi kìa. Cá làm tâm hả? Nắng quá chịu không nổi á. Mình đã vậy còn vòng vòng nữa hồi bắt nữa. Mới gặp bắt nữa. Ủa, này sâu dữ ha. Nước răng lớn rồi. Nước răng lớn.
hai thùng nữa. Ôi đây quá trời luôn, quá trời bột lương rồi. Lương lương như cá gô. Lương còn ngon không? Cái này cỡ có ký không ta? Cỡ đó. Cỡ đó. Cái này mình làm cái gì ta? Món gì à, anh Thế Liệu? Làm món gì Sơn? Đây có bắp chuối rồi. Gì vậy? Bắp chuối luôn. Dạ bữa nó. Nè. Ngồi đây cả nhà. Trời trời. Cái đó. Quá trời ngon. Ừ hết. Có ông anh hôm bữa hỏi con này nhiêu tiền. Con này nhiêu anh Trinh? Lâm mấy cả nhà ơi. Ồ lên nhanh luôn. Thì giờ này chắc mấy anh em mình chuẩn bị thu ship về cả nhà ơi. Thì chắc video phần 2 của mấy anh em mình xin tạm dừng ở đây cả nhà ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.